Mùa này là đi lấy hàng là phải gửi hàng bằng xe tải vậy nè anh em. Đó, thì em mới nhận được gói hàng nè. Bên anh Tiến Tokyo camera nha anh em. Bây giờ về nhà. Về nhà em sẽ khui hộp này ra cho anh em xem. Đây là cái thùng nha anh em. Đó, vừa khui ra vừa quay lại cho anh em xem. Mới nhận từ xe tải luôn. Mùa dịch này là mua đồ rồi. Mua đồ phải nhận hàng từ xe tải, chết bà rồi. Đây anh em, mời đây mở hộp ra nha. Đây. Đây là phiếu mua của Tokyo Camera ở Sài Gòn. Thẻ nhớ 128GB. Đây. Hồi năm 2018 là em cũng có một con Phantom 4. Giờ là con E2S. Cái con này là hiện tại là nó mới nhất của hãng DJI. Đó. Để em mở hộp khui hộp rồi bắt đầu em quay review cho anh em xem, chia sẻ niềm vui với em. Bản combo nha anh em. Cái bản combo này á thì nó là có 3 pin, một pin theo máy và 2 pin nữa. Và mỗi pin nó bay được khoảng 30 phút. Thì theo điều kiện lý tưởng là 30 phút. Nhưng mà bình thường là chứ nếu mà bay ngoài gió này chắc phải tầm 20-25 phút trở lại à. Thì đây. Các thông số của nó nè. Các cái gọi là cái phụ kiện đi theo cái con máy bay Leica. Thì em mua của Tokyo Camera nên là ở đây nó sẽ có một cái mã vạch Made in China. Này các dòng iPhone hỗ trợ nè. Để mà kết nối bay với con này. Đây. Em rất là vui nha anh em. Để mua được cái đồ chơi thì mình rất là vui. Cái con này là em dự định là sẽ quay để lấy cái cảnh mà gọi là góc từ trên cao bao phủ cái gọi là cái không gian. Với mà sau này sẽ quay về đất đai nè, bất động sản rồi đó. Thì em đang nghiên cứu về cái đó. Đó. Với anh em nào ở quê mà muốn liên hệ quay đám cưới này kia đó thì em sẽ đi quay luôn. Đó. Lúc trước em có sử dụng một con Phantom 4 rồi, thì bây giờ sử dụng con này nữa thì chắc chắn thì nó sẽ cũng giống nhau thôi. Con này thì cảm biến nó là một inch, nó quay được 5K luôn anh em, 5K luôn, camera này quay thì được 5K luôn. Bình thường là mình có thể quay là 4K mình up lên YouTube là thấy là ok rồi đó. 5K sợ cái máy nó ra đơn không được. Quá đẹp. Đây là những hình ảnh trước khi bốc hộp. Này là còn nguyên siêu nha anh em, còn nguyên siêu luôn, còn nguyên zin. Đây em sẽ tiến hành bốc hộp, quay review cho anh em xem. Chia sẻ cái niềm vui của em tới tất cả anh chị em. Đó. Thì cái này là cái thẻ nhớ. Thẻ này là có thể quay được 4K. Video 4K. Tốc độ cao nha anh em. Hello, xin chào tất cả anh chị em đã đến với kênh của Bắp Miền Tây. Thì hôm nay là em có cái món gọi là cái đầu tư cái máy quay anh chị em, cái máy quay mà nó bay trên trời á, đặng quay lấy cái góc cảnh rộng á, đặng phục vụ cho cái kênh YouTube của em, là để cho anh chị em thấy cái cảnh quan cái khu vực mà nó rộng, để lấy góc rộng ha. Giờ em sẽ khui hộp cái con DJI E2S. Rồi cái con này là cái con mới nhất của hãng DJI. Bây giờ em sẽ khui hộp, bóc tem.
Hồi lúc trước là em có xài một con Phantom 4 là năm 2018. Thì năm nay 2021 mình làm lại con nữa. Cái cảm giác bóc tem mà sướng. Khói à. Con này là mua ở Tokyo Camera ở Sài Gòn nha anh chị em. Đây, phù hợp. Ủa. Từ từ chạy ra. Đây. Thì trong đây là nó có sẵn một cái túi. Cái túi này là cái túi để mình đeo, nó là chống nước luôn. Chống mưa. Mấy cái túi này ra. Đây. Thì nó gom gọn ở trong đây hết ráo rồi anh chị em. Mình mới kéo kéo rít ra. Thì nó gồm một cái con Flycam. Đây. Cái con DJI Air 2S. Đó. Con này thì nó nặng 500 gần 600 gram. Để vào mé đi. Rồi một cái hộp phụ kiện. Đây là một cái hộp phụ kiện. Đây là cái tay cầm điều khiển. Còn cái này cái sạc của nó nè. Đây còn gì không? Đây còn một cái nó đồ nhiều à. Mình chắc là filter gì rắc với cánh. Tới hai bộ cánh lận. Đây, hai bộ cánh, 8 cánh. Giờ lấy cái gì đã coi trước. Pin. Con này thì nó tới 3 pin. Bản này là bản combo, bản cao nhất. 3 pin. Sạc. Đó. Đầu tiên là cái bây giờ mình bóc tem cái này trước đi. Cái lay cam trước đi. Thì nó có mấy cái tem trên đây nè. Bóc ra. Buông càng ra. Đó. Vậy chưa? Rồi mình bóc tem cái này, mình gỡ cái gimbal ra. Đây, bóc tem đó. Cái gimbal này là cái camera quay phim được 5K luôn anh em. Cao nhất của nó là 5K. Cái gimbal này là chống rung 30. Là hứa hẹn là sẽ có nhiều cái shot phim đẹp quay trên không. Đó. Nghe chưa? Mua đồ chơi và lần nào mua đồ chơi mới là cũng vui phái vậy. Đây là cái tay cầm, cái điều khiển. Đó, trong đây là có hai cái tít để mà mình dặn vô mình điều khiển. Thì cái chỗ này là mình để mình gắn điện thoại vô. Biết kéo ra sao. Đây. Để gắn điện thoại vô trong đây. Thì cái điện thoại nó nằm ở mép trên đây nè anh em. Nằm trên đây. Rồi mình điều khiển vậy nè. Đó. Đã ghê chưa? Quá đã. Vậy là xong cái phần mở hộp.
Nè, tao quay cận cảnh mà. Cam thì con Lycam này nó sử dụng filter này để giảm ánh sáng vô trong cái ống kính camera nha anh em.